Tôi Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 28 tháng 12 năm 2017. Thành Luân là rất vinh dự được đón tiếp hai anh đến từ Tây Tịu Từ Liêm. Trên màn hình quý vị đang thấy là anh Huy, con của chú Toàn Từ Liêm, và phía kia là anh Chu Văn Bình, anh chủ nhân của chiếc sập thập điểu Quần Mai gỗ Cẩm Lai, hàng siêu VIP luôn, kích thước 1m62m. Ngày hôm nay thì anh đã về ký nhận chiếc sập Cẩm Lai đẳng cấp này do những nghệ nhân gốc nghề thực hiện, đục những dạng này như lèo tù chè luôn, rất đẹp, rất đỉnh cao. Các chỗ chúng tôi bôi vàng này, sau chúng tôi sẽ cảm ốc vào đó, rất đẹp, quý vị có thể thấy được. Và bây giờ anh Bình vị ký em nhé, chú Bình ơi, ra đây đẩy ra đây cho anh ký. Đấy, sập Cẩm Lai mặt một lá luôn. Mời ạ. Dạ vâng. Ê, anh xoáy ra là được. Xoáy cái đầu đấy. Rút. Vần gỗ tuyệt vời luôn. Đẩy ra cho cháu, để cho anh tí. Đẩy ra trong được anh. Đúng rồi, đó là ngày 28 tháng 12 năm 2017. Và chiếc sập Cẩm Lai mặt của nó hàng đỉnh cao này. Dạ ngang cũng như dạ tiền, đục đẳng cấp như nhau luôn. Đó, những chú chim này. Hoa văn đường nét họa tiết là đục đúng như lèo tủ chè luôn, đục kỹ do những nghệ nhân gốc nghề thực hiện. Anh Bình cũng là người nhà, cũng là hàng xóm của gia đình nhà chú Toàn Từ Liêm, chú khách cũng đã biết đến rồi. Đây anh Huy, chú Toàn là khách hàng quen thuộc của chú Thành Luân. Hôm nay là chú và anh có dẫn người nhà xuống ký duyệt chiếc sập này, Thành Luân xin chân thành cảm ơn. Rất chưa đẹp. Vâng, anh cúi xuống hộ em tí, không cần nặt đâu. Đấy. Dạ vâng. Dạ nó lại đi giao hàng mà. À lại lên TV kìa. Rất đẹp. Có ghi đuôi số điện thoại à? Phải ghi không? Dạ. Anh cứ ghi gì thì ghi, anh cứ ghi gì cũng được. Ghi ngày tháng mà cũng được. Các hậu ở các cái sườn xiếc. Anh cứ ghi ngày tháng hay số điện thoại vào đều được. Ký nhận thôi. Rất đẹp, rất tuyệt vời luôn. Ngoài chiếc sập thập điểu Quần Mai cổ liền 1m62m ra, Thành Luân chúng tôi còn 1m82m. Quý khách có nhu cầu thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại để được sở hữu. Thay mặt đồng hồ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn anh và gia đình, và xin kính chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin chào các bạn, quý khách trong video clip sau. Mặt ký chưa? Ký rồi à? Mặt ký rồi.